Bây giờ một ông thầy giàu như thế nào đi nữa cũng có người bảo hộ, đúng không? Giàu thế nào, thế dụ như cái ông thầy tu mà ăn thịt, ông sư cũng là đại đức mà ông ăn thịt đó, thậm chí ông để trong nhà ông là thịt chó, thịt mèo, thịt trâu ông nhận hết đó. Thật sự là nó trái với cái tầm nhìn của thế gian. Tôi nói gì, nó trái với cái mặt tầm nhìn của thế gian về mặt đạo lý. Nhưng mà tới bây giờ đó là ổng nó coi như là ổng ngon lắm á, được nhiều người bảo hộ ổng, nhiều người hộ trì ổng. Bởi vì họ họ bây giờ cái ngày nay họ suy nghĩ khác. Ông này ông ăn ăn mặn mà ông nói ngay cọ ra ngay nó láo, thấy không? Đó bây giờ cái xã hội bây giờ nó vậy đó. Cho nên cuối cùng á, tại vì ổng không sợ ổng đói, là khi ổng làm vậy đó, vậy mà bây giờ lên án ổng, hễ càng lên án ổng á thì lại có nhiều người giúp đỡ ông. Cái xã hội này nó kỳ vậy đó. Cũng như cái nhóm mà của Bồng Lai, tỉnh thất Bồng Lai á, gọi là giờ là Thiền Am bên bờ vũ trụ đó, giàu gì đi chăng nữa nhưng mà các vị thấy cũng có một nhóm người ủng hộ cho ông ta, cho gia đình ông ta rất đông, thậm chí cả cái giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho tới cả một cái nhà nước Việt Nam đó, chứ không phải là vừa đâu đó. Vậy mà mấy năm nay vẫn xử xử không xong việc đó, thấy không? Cho tới giờ này chưa xong, cho tới làm cuối cùng nhiều người ta bắt mình, ta lên án, ta thưa kiện, bắt đi vô tù, nhưng mà vẫn 3 tháng rồi, 3 tháng gọi là tạm tạm giam để mà điều tra rồi cũng không xong. Bây giờ giao tiếp 2 tháng nữa thì bây giờ bao giờ mới xong? Các chị thấy không? Cho nên bây giờ vẫn có người hỗ trợ. Và bây giờ nói thẳng ra là nếu nói về mặt đạo đạo đức, về mặt giới luật của hiến chương, của về đạo, về pháp pháp của đạo thì người ta lạm dụng. Nhưng mà về một mặt nào đó người ta còn mặc được cái màu cờ sắc áo đạo, ta không đi ăn cướp ăn trộm, đi cướp của giết người. Mà bây giờ mình còn nói là người ta giết người cướp của gì đó, thí dụ vậy, nhưng mà nó không có đủ bằng chứng. Thì cái việc này ai là người giải quyết cho rốt ráo? Chỉ có luật pháp nhà nước thôi. Mà luật pháp nhà nước thì cứ thờ ơ, cứ để cho ngày qua tháng lại năm tàn. Và vô tình á, càng lâu dài chừng nào thì càng được cái sự ủng hộ của cái nhiều người bên ngoài. Dầu họ có là đạo Phật hay không đạo Phật thì không biết, nhưng mà nó à, tại sao nước sai thì phải giải quyết rốt ráo, còn không sai thì phải không sai chứ tại sao mà 3-4 năm trường rồi. Cho tới bây giờ bản thân tôi, bây giờ tôi nói là bây giờ tôi cũng không biết là họ đúng hay họ sai nữa, biết là mình cũng không dám nói nữa. Họ sai trong cái giai đoạn đó mình nói, nhưng mà bây giờ họ im lặng, họ không nói gì thì làm sao mình nói họ sai nữa. Rồi họ sai gì cái một cái khía cạnh nào đó thì mình nói lúc đó thôi, chứ bây giờ cái chuyện bây giờ họ im lặng, họ tự nhà họ đóng cửa họ sống. Rồi nếu như mà có thiệt sự như những người đã nói đó, họ nội bộ đóng cửa, họ dạy dỗ lẫn nhau, thì bây giờ mình bắt lỗi họ là bắt lỗi cái gì? Cho nên các vị thấy á, thời Đức Phật mà còn những kẻ ngoại đạo nó đón được Phật, nó thôi ông ở nhà đi, ông tới nhìn ra can ngăn làm gì, thị phi làm gì, phải trái làm gì, ngã ở nhà cho ngày yên đi, thấy không? Thời bạn còn vậy đó, thời nay mà rớt vô á, đúng sai gì không biết à, hãy có hai bên là nó chửi à. Nó chữ đó là thị phi, tu mà sân si, tu mà thị phi, rồi thấy không? Cho nên các chị thấy, các con người như vậy đó, càng ngày cái đạo đức nó càng suy giảm là vậy. Mà cái xã hội bây giờ nó hay cái gì nó cũng 50-50 ra á. Đó, rồi giống như cái chuyện mà cái cô gái mà bắn chết hai đứa con đó. Thì sáng nay tôi thấy có một người bình luận á, thì họ cũng binh về cái người đàn bà này nữa. Nói tại khổ quá rồi, chồng bỏ rồi, giờ bất mãn nghe buồn rồi, đau khổ quá rồi họ bắn con họ chứ sao.
các chị thấy không? Cho nên cái gì cũng có người bên đó, dầu đúng dầu sai rất là khó. Nhưng mà cái thời Phật thì nó khác cái chỗ là vì Đức Phật là một vị lãnh đạo tinh thần tối thượng, cho nên khi Đức Phật bỏ đi như thế này nè, thì cái hàng tín đồ đó dứt khoát không có Đức Phật, không nghe pháp, họ không cúng dường. Nhờ cái tín đồ họ họ mạnh như vậy đó, thì nó mới làm cho mấy vị kia ta ăn năn, ta sám hối. Bây giờ các vị thấy giờ cái chùa này có bốn thầy à, mà chia làm ba phe bốn phái à, chứ không phải ba phe bốn phái, chứ không phải là hai phe nữa nghe, ba phe bốn phái. Cái phe bên Việt ông trụ trì, cái phe bên Việt hai ông thầy ở Việt Nam qua, phe bên Việt ông thầy ở Huế, rồi cái phe trung lập, rồi cái phe mà chọt qua chọt lại để cho nên nó có tiện với nhau. Ba phe bốn phái, các vị nghĩ cái đó có nhiêu đó, đó là còn cái vậy đó, thì làm sao giải quyết? Ngồi mà nhìn kỹ thế giới chúng sanh này đó, nó càng ngày nó càng gút chứ nó càng mở. Các vị thấy rõ được đó không? Nếu mà mình không khéo tu, mình không khéo nhẫn nhục, mình không khéo từ bi, thì coi như mọi việc càng ngày nó càng gút. Ba phe bốn phái, nếu hai phái đã đỡ rồi, hai phái một bên tháo bên gút thì còn đỡ đi, còn đằng này ba phe bốn phái. Và cái phái mà giận không đi chùa thì bây giờ không có trụ trì nhà, thì giờ rủ nhau kéo bầy đàn về đang tổ chức cúng kiến chơi vậy đó, là đây là lại phái này coi chừng cuối cùng chính cái phái này là cái phái phá hoại đạo nè. Mình bỏ chùa rồi thì thôi, bây giờ trời không có trụ trì nhà ra kéo rủ nhau kéo bầy đàn về để cho làm cho nó rối loạn lên thêm nữa. Như vậy coi chừng á, mình bao nhiêu năm mình cúng dường, mình làm phước, mình bỏ tiền ra và cuối cùng mình đổ sông đổ biển hết. Đổ sông đổ biển hết. Như vậy mà Phật tử mà theo phái này phái nọ là cuối cùng phước đức công đức thì nó tiêu tan hết. Thì cho nên cái khéo á là người trí bây giờ ở nhà họ tu à. Có nhiều Phật tử điện tôi, rồi tôi hỏi đấy, con nghe lời thầy Phật Đản này, con nhà con ăn chay, rồi con dạy với đứa nhỏ về cái lịch sử Đức Phật, rồi mẹ con gì cha con gì đó, rồi hòa hợp với nhau học cái hạnh từ bi của Phật, giúp đỡ cho người nghèo, rồi thăm viếng cha mẹ tới đâu thôi, vậy là quý quá rồi. Rảnh thì đi chùa, không rảnh thôi, không ai bắt buộc. Cho nên đó, bây giờ các vị thấy nó như vậy đó, mà có những cái mình nói ra thì họ nói mình là đi kiếm chuyện. Cho nên nó mấy Phật Đản này hôm nay nó trúng ngày Chủ Nhật không à, mà mưa vậy nè là báo hiệu là tín đồ á là làm ăn nó phát triển lắm á, nhưng mà tín đồ mà không phát triển là do tín đồ. Hồi xưa giờ mỗi năm mà tới ngày Phật Đản, ngày mùng 8 là 1, ngày rằm là 2, gọi là cái ngày là chánh thức á, mà là làm lễ mà trời mưa tầm tã vậy nè là người ta có niềm tin lắm. Bởi vì đó là Đức Phật ra đời có sự mát mẻ, rồng phun nước, trời chúc mừng vân vân đó. Còn nếu mà năm nào mà Phật Đản á mà nó nắng cháy da, coi như là mồ hôi đổ lộp đọp á, thì năm đó là dân làm ăn trầy da tróc giải dữ lắm. Thôi thì cái này họ nói như vậy cũng là đúng đi, để cho những gì cái mùa Phật Đản là thường vô bắt đầu mùa mưa thì thường hay mưa nhiều hơn nắng, thì thôi vậy để cho họ có lòng tin nơi cái phước lành, không sao hết.